Xin mời các bạn đến với thánh địa Gò Xoài. Hiện tại bây giờ là 19 giờ các bạn, giờ địa phương Gò Xoài, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ở trên màn hình ống kính của Đại Lâm là Gò Tây đến từ bánh bia Sóc Trăng bún lèo và cùng trắng kia cho Gò Tây. Còn bên kia là tài nhỏ bánh bia Sóc Trăng bún lèo, chim cánh cọc thổ và chuối An Giang. Ba thằng đầu dò bóng ngoài. Còn bên đây là kỳ đội nha các bạn. Hiện tại bây giờ cũng đang Lusubu là hàng 6 ngoài Lusubu các bạn. Hiện tại bây giờ đang vô hàng quá các bạn, Đang vô hàng. Đây nè. Kèo này là chim cánh cục không qua banh nha các bạn. Kèo này chỉ có tài nhỏ và kem chuối qua banh nha. Lấy nữa không? Lấy gì? Cái kèo này chưa? Lấy tiền tài nó dùm mấy người đi. Tao em nghe đây nè, dính đây rồi, cảm ơn. Dây để đi đây, tôi đưa cho tôi thêm, đưa nó cho mấy thêm, đưa cho mấy thêm, đưa cho mấy thêm, đưa cho mấy thêm. Máy là dính rồi. Đang lưu sơ bù quá các bạn, vô hàng quá các bạn ơi. Thánh địa Gò Xoài đang có biến các bạn ơi. Kèm chuối vừa tự sát tại bài cát. Hôm nay sớm giờ là sinh nhật của Gò Tây. Gò Tây sẽ tự đưa mình vào bờ, không là tùy Gò Tây thôi. Một pha bóng mang đệm trực tiếp của Gò Tây. Hai chơi ơi. 4-2. 4-2. 4-2 mà bên ba không dám đá bạc nha các bạn. Gò Tây phát bóng ngoài 3-4. Bên ba vẫn còn hàng các bạn ơi, vẫn còn hàng nha. Gò Tây chỉ có tự cứu lấy mình thôi Gò Tây ơi. 5-3. Hiện tại bây giờ là 19 giờ các bạn, nhưng mà nhiệt độ đang mưa lâm đâm rất ướt sân nha các bạn. Gò Tây vừa tự sát tại đám lạc 4-5. Một pha tự sát của tem Gò Tây và trắng rất đáng tiếc. 5-0. Đang vô hàng hoài luôn các bạn, vô hàng và vô hàng. Sáu năm. Kèm chuối vừa tự sát tại đám lạc 7-5.
đổi chiến thuật rồi các bạn ơi, chim cánh cụt lên trên rồi các bạn ơi. Lại là kem chuối tự sát hai ba quả liên tiếp các bạn ơi. 8-5 đội sân. Đi trước mà đóng kính cuối lâm là tem của kem chuối tài nhỏ và canh chim cánh cục. Một pha banh mậu binh của gơ tây. Chín năm. Hiện tại 19 giờ nha các bạn, 19 giờ địa phương Cầu Sòi nhưng rất nóng các bạn ơi. Mặc dù mưa rất lạnh nhưng trong sân và ngoài rất nóng các bạn ơi. 6-9. Một pha bóng quá đẹp của kem chuối. Ôi da, trời ơi. Quá may mắn cho ba bóng của chim kính cục. May mắn cho anh Đại Lâm không mà gãy cái giò. 16. Ăn đi. Quá hay cho gờ tay. Gơ tay vừa tự sát tại đám lạc. 7-10. Một pha bóng quá đẹp của kem chuối. Ta. Tám ơi. Đây là những ngày cuối tuần nha các bạn. Gò Sòi có biên. Tám ơi. Trắng đã bắt bài chuối. Của ai cho trắng? Ngoài. Chuyện gì đã tới rồi? Chuyện gì đã tới rồi? 90. À, hiện ngoài tại bây giờ là sân ngoài. À, các tem của Tấn Acid. Chín mươi. Tài rất nhanh các bạn ơi. Tài phòng thủ quá tốt. Một pha bóng quá tuyệt vời của gơ tây. Đánh sau đầu của chim kính cọc quá hẹp.
11 trên. Mà nó khó cứu lắm, nó sát đất quá rồi. Kèo này là chim cánh cục không được qua banh nha các bạn. Và pha vừa rồi chim cánh cục phòng thủ bóng qua lưới thua. 12-9. Một pha bóng mậu bên của Gơ Tây. 13-9. Tình hình này không thể cứu vãn được rồi các bạn ơi. Lại là chim cánh cục. 14-9. Chim cánh cục không được qua lưới nha các bạn. 2, 3, 4. Quá hay cho chăng. Một pha bóng lái bóng của Gơ Tây, bóng bay ra ngoài. 10-14. Mời clip là bao? Xe mình lấy 500 ngàn à? 10-14. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Tem tài nhỏ, kem chui và chim cánh cục xa bờ. Chúc mình Gơ Tây và Trăng vào bờ an toàn trên bên này. Các bạn thấy hay nhớ share và like. Cảm ơn các bạn đã nhiều nha. Ok, bye.